Con em cứ vào mùa hè là viêm họng, viêm phế quản rồi viêm phổi và đi viện liên tục, đi nhiều đến nỗi mà cô y tá rồi bác sĩ quen mặt hai mẹ con luôn. Đấy thì viện thì mùa hè nó sẽ có những bệnh nào và cách chúng ta chăm sóc làm sao để cho con mình ít nhất tức là hạn chế nhất cái tình trạng viêm họng, viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi vào mùa hè thì các bạn theo dõi cái video này. Thì đầu tiên bác muốn chia sẻ với các bạn ấy là tại sao vào mùa hè thì con bạn nó lại hay ốm hơn, đúng không ạ? Đấy. Nhất là do cái tác nhân gây bệnh đó là virus vi khuẩn. Thì cái thời tiết mùa hè ấy, nó nắng, nó nóng, đúng không ạ? Nó lại mưa, cho nên cái độ ẩm và cái nhiệt độ nó rất là phù hợp để cho vi khuẩn và virus phát triển. Đấy. Cho nên là bên cạnh đó cái sức đề kháng của bé nó kém, đặc biệt là những em bé mà trong giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi khi mà cái hệ miễn dịch nó chưa được hoàn thiện. Đấy. Tức là cái khả năng chống đỡ nó kém, đúng không ạ? Các bạn nhé. Cái thứ hai là mùa hè trẻ nghịch ngợm nhiều, đúng không ạ? Đôi khi là uống nước không đủ, đôi khi là nó bỏ, nó quên cả ăn. Đấy, rồi rồi nó mất nước, rồi cái sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, đúng không ạ? Thì nó cũng có thể bị ốm, đúng không ạ? Đấy, rồi thứ ba là cái đồ ăn nó dễ ôi thiêu này, dễ bị nhiễm khuẩn nấm mốc này, và ăn vào nó dễ bị ngộ độc và tiêu chảy, đúng không ạ? Và thứ tư nó là do chúng ta dùng thuốc không có đúng nhá. Đấy, có rất nhiều bạn khi mà con ho sổ mũi hắt hơi các bạn ra dùng thuốc linh tinh cái đấy. Thì các cái bệnh thông thường khi mà bé bị mắc vào mùa hè là gì các bạn? Đầu tiên thì nó cảm lạnh. Đấy, cảm lạnh nó do virus, nó là do rhinovirus. Và mỗi một năm thì một em bé nó bị khoảng từ 8 cho đến 10 lần cái cảm lạnh như thế này. Đấy, các bạn nhá. Nên là các cái bệnh thường gặp như vậy. Thứ hai nó là sốt virus. Sốt virus thì nó là nó cái bệnh virus thôi. Đấy, sốt thì thường 39 mỗi độ và kèm theo mệt mỏi, đau nhức chân tay rồi đau đầu, đúng không ạ? Khó chịu nhá. Với bé đề kháng tốt thì 70 ngày thuyên giảm, và không tốt thì sao ạ? Bị bội nhiễm nhá. Rồi thì tay chân miệng này, tiêu chảy cấp này, thì đó là các cái bệnh mùa hè thường gặp. Nhưng ở đây bác đang nói đến phần chính đó là viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi. Sốt virus và sốt vi khuẩn thì nó phải có sự phân biệt như thế nào, khi nào chúng ta đi khám, khi nào chúng ta dùng thuốc, khi nào không dùng thuốc. Sốt thì nó thường khởi phát do virus, đúng không ạ? Chiếm 80 đến 85%. Và cái dấu hiệu sốt do virus ý, và sốt do bội nhiễm vi khuẩn. Thế nào là bội nhiễm? Tức là trong cái đường hô hấp của bé nó luôn luôn có sẵn, nó có sẵn các bạn ạ, các loại vi khuẩn như vậy. Và trong quá trình bé sốt virus như vậy thì cách duy nhất mà chúng ta làm ở đây ý, đó là ăn uống những cái đồ dễ tiêu hóa như là súp, như là cháo, cho bé uống sữa, rồi cho bé uống vitamin tổng hợp Zimbi, đúng không? Cho bé uống kẽm nhá. Đấy là cái quan trọng. Còn sắt thì mình tạm dừng trong thời gian này, tại vì sắt đó là thức ăn của con vi khuẩn. Và trong trường hợp bé sốt liên tục trong vòng 24 đến 48 giờ thì chúng ta phải đưa bé đi khám ngay, hoặc là sau 3-4 ngày bé nó có cái dấu hiệu ho lặng đờm này, đúng không? Đờm dãi mình cảm giác nằm sọc này, bắt đầu bé nó mệt mỏi, mũi nó tanh, nó hôi, miệng nó tưa, nó hôi và môi nó đỏ và nó làm bẹp thôi, tức là bé bị bội nhiễm chứ các bạn. Và khi bội nhiễm như vậy thì đó là chúng ta cần phải đưa bé đi khám ngay lập tức nhá, để có cái phác đồ kháng sinh cho nó phù hợp. Đó, thì đấy là cái cách xác định. Và khi mà bé bị sốt trên 38 độ 5 kèm theo mệt mỏi thì các bạn ưu tiên cái paracetamol. Các cái thuốc ở đây có thể Harpacol, đúng không? Các bạn dùng từ 10 đến 15 mg nhân với cân nặng trên một lần. Và phải nhớ một điều nữa là sốt đó là phản có lợi. Nó là phản có lợi, nó giúp cho sức đề kháng của bé hoạt động tốt hơn và tạo ra các cái miễn dịch đặc hiệu, đó là các cái miễn dịch dịch thể, là các cái tế bào lympho B. Là cái giấc ngủ của trẻ rất quan trọng. Các bạn phải luyện cho con bạn đi ngủ từ 9 giờ. Đúng không? Phải đi luyện như vậy, và đừng cho trẻ chơi quá nhiều trước khi bé đi ngủ, đúng không? Như là xem tivi, xem điện thoại hoặc ăn quá no thì khiến nó trằn trọc và khó ngủ. Đấy, phải giấc ngủ phải đủ nhá. Cái thứ ba nữa là bổ sung đầy đủ các cái vi chất, ít nhất là trong giai đoạn từ 0 cho đến 3 tuổi nhá. Từ 0 cho đến 1 tuổi thì cái gì? Vitamin D3K2, đúng không? Hai cái xịt D3K2 GB một ngày liên tục, đúng không? Tháng 4 là bổ sung các sắt Betakit, thì một giọt nhân với cân nặng trên một ngày và liên tục đến 1 tuổi. Được chưa các bạn? Thì đấy là cách bổ sung đầy đủ các cái vi chất để giúp cho cái sức đề kháng bé tốt hơn. Đấy. Và tiếp theo nữa là cái cho bé vận động chơi là rất quan trọng. Một ngày từ 30 đến 60 phút tùy vào cái sức khỏe, cái điều kiện và cái cường độ vận động của trẻ nhá. Phải vận động tăng chuyển hóa thì mới khỏe mạnh được. Đấy. Và thứ năm đó là tiêm vaccine đầy đủ theo chương trình quốc gia, hoặc là bạn có điều kiện thì tiêm theo chương trình tiêm chủng dịch vụ, được chưa? Và cuối cùng đó là gì ạ? Cái sự thay đổi nhiệt độ là phải hết sức lưu ý, nên là không để cho bé bật nhiệt độ trong phòng và bên ngoài trên được quá nhiều, và không để cho bé là chạy ra chạy vào liên tục giữa phòng điều hòa và ngoài trời, thì nó có thể khiến trẻ nó mệt mỏi.
nhá. Và nhớ là gì ạ? À, cho trẻ uống đủ nước, uống hoa quả sinh tố để giúp bé có nhiều vitamin khoáng chất hơn để giúp trẻ khỏe mạnh hơn. Thì đấy là cách chăm sóc vào mùa hè. Nếu phần nào đó mà các bạn chưa rõ thì hãy comment ở dưới cái video này, Bà Đạt sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Bà Đạt nhé. Trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, các hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng triệu bà mẹ nuôi con khỏe mạnh, ít ốm và dạ không lạm dụng kháng sinh. Các bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc. Hãy mua ngay cuốn sách này các bạn nhé. Đây là cuốn sách dạ những đứa trẻ lớn không ốm mà bác đã trình bày tất cả các vấn đề chăm trẻ ở đây, dễ hiểu, ai cũng có thể áp dụng ngay. Và hàng trăm ngàn bà mẹ đã tiết kiệm được tiền bạc và nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách này. Và bây giờ là đến lượt các bạn, đặc biệt là những bạn 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 Gen Z đấy đúng không ạ? Rồi chào các bạn, chúc các bạn nuôi con khỏe mạnh trong mùa hè nhé. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.